vai kề vai cùng theo đuổi ước mơ. Còn quay sông giáp bắn ra đánh thức thần thú, xông lên năng lượng tăng tốc không ngừng chuyển động. Còn quay sông giáp trong tay tôi không ngừng chuyển động. Chiến đấu đi, con quay sông giáp đánh thức thần thú, xông lên cùng nhau thực hiện giấc mơ trong tim. Xoay 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 đi nào, tôi là vua con quay. Con quay sông giáp nhờ bắn ra vòng tròn sông giáp siêu năng có thể thực hiện thay đổi mô hình kép độc nhất vô nhị, là tấn công siêu tốc hay phòng ngự ổn định, tất cả do bạn quyết định. Thời đại của con quay sông giáp đã đến rồi. Các tuyển thủ, lấy chức quán quân làm mục tiêu, hãy vượt qua đỉnh cao của thế giới đi. Tập 7, lễ hội ở học viện con quay. Chào mừng đến với địa điểm tổ chức lễ hội hàng năm của học viện con quay số 1. Hãy tận hưởng bữa tiệc này nào. Xông lên chiến thần bảo viêm. Xông lên bảo vệ sấm chớp. Các cậu đã chơi bao nhiêu trò chơi thế? Tôi dự định thắng hết tất cả phần thưởng trong lễ hội. Đúng thế, tiếc là lễ hội vui thế này mà ra là xin nghỉ không tham gia. Cuộc thi con quay xung phong sắp bắt đầu rồi. Đó là trò chơi lớn nhất, đặc sắc nhất trong lễ hội của học viện con quay đó. Nghe nói còn tập hợp rất nhiều tuyển thủ con quay lợi hại. Tiểu Tiểu, cầm trước một chút nha. Con quay xung phong, tôi tới đây. Chào mừng đến với trò chơi được yêu thích nhất của lễ hội, con quay xung phong. Các tuyển thủ con quay trẻ tuổi đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Con quay do tuyển thủ con quay nào bắn ra vượt qua vô số chướng ngại vật trên sàn đấu, đâm vào pháo hoa ở vạch đích trước, sẽ giành được mô hình con quay sông giáp lưu niệm cho tổ chức con quay thế giới làm ra. Chỉ có một chiếc thôi đó. Phần thưởng lại là mô hình con quay sông giáp siêu siêu hiếm cho tổ chức con quay thế giới làm ra. Có được nó chắc chắn sẽ trở thành thần tượng của tất cả mọi người. Tôi tuyên bố cuộc thi bắt đầu. 3, 2, 1, bắn. Xông lên chiến thần bảo viêm. Chúng ta phải tới được trung tâm trái tim. Chiến thần bảo viêm. Nguy hiểm quá. Nhưng chuyện đó là sao vậy? Là bề mặt của phòng ngoài. Bề mặt lồi lõm không đều khiến con quay di chuyển rất không ổn định. Nếu không cẩn thận sẽ bị bắn ra ngoài sàn đấu hoặc đi nhầm phương hướng. Không sai, đây chính là cái bẫy thứ nhất. Mặt đất nổi sóng. Chút bẫy nhỏ như vậy sao có thể ngăn được bảo vệ sấm chớp của tôi chứ? Bảo vệ sấm chớp thu lại phòng ngự, thân quay khá nặng. Dù trong lúc chuyển động bị lắc lư cũng rất nhanh có thể ổn định trở lại. Tôi sẽ về thứ nhất. Vậy sao? Xem ra năm nay cũng không có tuyển thủ con quay nào lợi hại. Mô hình con quay thuộc về tôi rồi. Mô hình là của tôi, liền địa bá vương. Dùng cú nhảy ếch mới học để đá văng họ đi. Đó là... là dùng lưỡi đao làm cái sào để bật nhảy lên. Bề mặt có vòng trong nâng cao lên rồi. Đây chính là cái bẫy thứ hai, con đường độc đạo. Mỗi lần chỉ có một con quay đi qua. Chắc vô địch một người là đủ rồi. Nghiền nát nó đi, liền địa bá vương. Cậu ta đập vỡ đường đi rồi. Mau dừng lại. Thế này thì chức vô địch là của cậu ấy rồi. Suýt chút nữa thì rơi xuống nước. Nhưng cũng hết hy vọng đạt chức vô địch rồi. Xông lên chiến thần bảo viêm. Cậu ấy muốn làm gì? Không phải là muốn vượt qua đó chứ? Chiến thần bảo viêm, cậu nhất định có thể. Vòng sông giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ tấn công. Con quay sông giáp. Biến đổi xếp chân.
Hai con quay cùng lúc chạm vào pháo hoa. Thành công rồi. Cậu không nhìn thấy bên dưới có nước sao? Vừa rồi chỉ lo cùng chiến thần bảo viêm xông lên. Do cùng một lúc chạm vào pháo hoa, mô hình con quay sông giáp này sẽ do hai cậu thỏa thuận xem thuộc về ai nha. Bộ mặt hung dữ quá. Tên giả đừng sợ, bảo tôi ủng hộ cậu. Vậy thì các cậu đừng có trốn sau lưng tôi chứ. Con quay của cậu lợi hại quá, còn bay lên được nữa. Đây có phải vẫn là người vừa nãy không? Chào cậu, tôi tên là Tiểu Tề. Tôi tên là Tên Giả. Ở bên kia, họ đuổi đến nơi rồi. Biết trốn đi đâu bây giờ? Bên này. Vừa rồi thực sự cảm ơn các cậu. Chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn. Đúng rồi Tiểu Tề, mô hình con quay sông giáp kỷ niệm này chúng ta vẫn chưa phân thắng bại. Dùng một trận đấu con quay để quyết định đi. Ừ, có thể đối với tuyển thủ con quay mạnh như Tiểu Tề, quả thật rất đáng để mong đợi. Vậy sao? Hy vọng thực lực của cậu xứng đáng để tôi ra tay. Có cảm giác Tiểu Tề một khi đấu con quay thì giống như biến thành người khác vậy. Giao đấu song giáp, chiến thần bảo viêm, cố bắn bảo viêm. Thú vị đó. Giao đấu song giáp, liệt địa bá vương, cố bắn bảo viêm. Cái gì? Tiểu Tề cũng biết cố bắn bảo viêm sao? Ngay cả quỹ đạo tấn công cũng giống hệt. Kỳ lạ thật, liệt địa bá vương là con quay dạng thăng bằng, sao có thể bắt chước đòn tấn công của chiến thần bảo viêm? Tôi đã nhìn thấu động tác của cậu rồi. Cậu ấy là Tiểu Tề nằm trong bốn ngôi sao mới. Bốn ngôi sao mới là gì? Trong thời đại con quay song giáp hoàn toàn mới, có bốn người được cho rằng có khả năng trở thành tuyển thủ con quay truyền kỳ nhất. Thì ra Tiểu Tề có thị lực động thái siêu cấp, có thể tiến hành phân tích cực kỳ tỉ mỉ về động tác quan sát được. Sao chép hoàn hảo chiêu thức của đối thủ, được gọi là thiên biến đại vương. Còn chiêu thức gì thì dùng hết đi, nếu không sẽ không thú vị nữa. Vậy nếm thử đòn tấn công này đi. Vòng song giáp, công thủ chuyển đổi, chế độ tấn công. Con quay song giáp, biến đổi xếp chồng. Bạo năng tăng tốc. Chiến thần bảo viêm, viêm kiếm xung kích. Chiêu này không tệ đâu. Vậy thì vòng song giáp, công thủ chuyển đổi, chế độ tấn công. Con quay song giáp, biến đổi xếp chồng. Liệt địa bá vương, viêm kiếm xung kích. Cố gắng lên, chiến thần bảo viêm. Ngay cả chiêu thức của con quay cũng sao chép được, mô phỏng chiêu thức của đối thủ. Không ít tuyển thủ con quay thông qua rèn luyện đặc biệt cũng có thể làm được, nhưng chỉ trong khoảnh khắc có thể sao chép hoàn hảo thì cần thực lực rất lớn. Kỳ lạ, liệt địa bá vương chiếm thế thượng phong nhưng lại không thừa thắng truy kích. Tiểu Tề đang đợi Tên Giả ra chiêu tiếp theo để bắt chước. Hơn nữa tin rằng cho dù Tên Giả tấn công thế nào cũng không thể chặn được. Khi chiêu thức của mình bị đối thủ sao chép, quay ngược lại áp chế mình thì sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân, trở nên luống cuống tay chân. Cho dù ra chiêu gì cũng có thể sao chép.
Mà nó làm gì đây? Chiến thần Bảo Viêm. Tôi hiểu rồi, chiến thần Bảo Viêm. Cho dù có thể sao chép chiêu thức, nhưng không thể nào sao chép chúng ta. Chiến thần Bảo Viêm, thất tinh liệt diệt trảm. Động tác của cậu, tôi đã nhìn thấu rồi. Liệt địa bá vương, thất tinh liệt diệt trảm. Đâm nó bay đi, chiến thần Bảo Viêm. Sắp thắng rồi. Liệt địa bá vương, bá vương thiên quân trảm. Chiến thần Bảo Viêm. Tên giả thua rồi. Tiểu Tề, mô hình này là của cậu. Lần sau nếu cậu thắng tôi sẽ tặng nó cho cậu. Tiểu Tề đừng sợ. Thiếu gia, phải về thôi. Thiếu gia. Thì ra cậu ấy là thiếu gia nhà giàu. Không thể chơi thêm một lát nữa sao? Tên giả, tôi phải về rồi. Đúng rồi, cậu có tham gia cuộc thi Liên học viện con quay toàn quốc không? Đương nhiên là có. Vậy chúng ta gặp lại ở cuộc thi toàn quốc nha. Ừ, quyết định vậy nha. Cậu vượt qua được vòng đấu lại, cuộc thi con quay toàn quốc đã rồi tính. Có thể đừng phá hoại bầu không khí được không? Cậu nhóc tên giả đó có thể khiến thiếu gia dùng chiêu thức của riêng mình. Thực lực cậu ta mạnh thế sao? Không chỉ mạnh, tên giả là tuyển thủ con quay đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy có thể tạo ra kỳ tích bất ngờ trong tuyệt cảnh. Tiếp theo là tiết mục cuối cùng của lễ hội, hé lộ danh sách các đội vượt qua vòng đấu lại của cuộc thi con quay Liên học viện toàn quốc. Ran, cậu ta đúng lắm lắm. Sau khi tuyển chọn kỹ càng, các đội tham gia cuộc thi năm nay chính là đội vận mệnh của Harry và đội mặt trời rực cháy của tên giả đều có trong danh sách. Tôi không thể chờ xem cuộc đấu mà họ vẫn chưa kết thúc trong vòng đấu lại. Harry, tôi nhất định sẽ thắng anh trong vòng đấu lại cuộc thi toàn quốc. Đội mặt trời rực cháy của chúng tôi nhất định sẽ thắng. Thiếu chủ, dựa trên tình hình mới nhất, đội cánh mai long có thể sẽ ra tay tại vòng đấu lại của cuộc thi Liên học viện con quay. Vòng đấu lại ư? Vòng đấu lại của cuộc thi con quay song giáp toàn quốc cuối cùng đã bắt đầu. Vòng lại lần này sẽ được tổ chức tại một hòn đảo thần kỳ. Rốt cuộc có những điều mạo hiểm gì đang đợi bọn tính giả đây? Mời xem tập sau, đối thủ không nhìn thấy. Song giáp, nhờ bắn ra vòng tròn song giáp siêu năng, có thể thực hiện thay đổi mô hình kép độc nhất vô nhị. Là tấn công siêu tốc hay phòng ngự ổn định, tất cả do bạn quyết định. Thời đại của con quay song giáp đã đến rồi. Các tuyển thủ, lấy chức quán quân làm mục tiêu, hãy vượt qua đỉnh cao của thế giới đi. Tập 8, đối thủ không nhìn thấy. Tuyển thủ con quay các nơi trên toàn quốc, chào mừng đến với đại hội mỗi năm một lần của Học viện Con Quay số 1. Lễ khai mạc vòng đấu lại để tham dự cuộc thi Liên Học viện Con Quay toàn quốc. Trước tiên, chúng ta hãy chào đón các đội tham dự vòng đấu lại lần này lên sân khấu. Họ lần lượt là đội Phát Nổ, đội Mặt Trời Rực Cháy, đội Lăng Vân và đội Sang Ân. Sao chúng ta phải đeo huy hiệu này chứ? Đúng là mất mặt quá đi. Đúng vậy, tôi là phóng viên ở tuyến đầu, sao phải đeo chứ? Đây là huy hiệu đội mà tôi đã mất 3 ngày 3 đêm mới thiết kế ra đó. Vừa nhìn thấy nó liền cảm nhận được bạn bè ở ngay bên cạnh. 3 ngày 3 đêm mà còn xấu như vậy. Rốt cuộc đội cánh mai long đang ở đâu? Còn đội mà chúng ta mong đợi nhất, quán quân của vòng đấu lại lần trước, hạt giống hàng đầu của cuộc thi lần này, đội vận mệnh. Đội vận mệnh. Harry,
Chúng ta hãy tiếp tục cuộc đấu chưa kết thúc trong vòng đấu loại lần này đi. Lần này tôi nhất định sẽ đánh bại anh. Kỵ sĩ không từ chối bất cứ một lời thách đấu nào. Cậu đừng khiến tôi thất vọng đó. Harry đã nhận lời thách đấu của tinh giả. Về trận đấu chưa kết thúc này, rốt cuộc ai sẽ giành chiến thắng đây? Trận đấu sam giác. 3 2 1. Đây đã. Tuy trận đấu của họ rất được mong đợi, nhưng quy tắc thi đấu của vòng loại lần này cũng rất đặc sắc. Chúng ta hãy xem quy tắc thi đấu đã. Cuộc thi lần này sẽ được tổ chức trên quần đảo thi đấu con quay do học viện phát triển. Quần đảo được chia thành nhiều khu vực. Trong mỗi khu vực đều có một cửa ải thám hiểm. Đội đầu tiên hoàn thành thử thách cửa ải sẽ được tính 10 điểm và chiếm lĩnh khu vực này trước. Điều cần nhắc tới là ngọn tháp của kẻ mạnh ở cuối quần đảo có điểm cao nhất trong số tất cả các cửa ải, 30 điểm. Nhưng một khi khiêu chiến thất bại sẽ bị mất tất cả số điểm tích lũy. Đội cuối cùng có số điểm tích lũy cao nhất sẽ là quán quân của vòng đấu loại lần này. Họ sẽ đại diện cho Học viện Con Quay số 1 đi chinh chiến tại cuộc thi liên Học viện Con Quay toàn quốc. Xem chúng tôi tiến thẳng tới chức vô địch đây. Tôi tuyên bố vòng đấu loại tràn đầy nhiệt huyết. Cuộc thám hiểm trên quần đảo chính thức bắt đầu. Giờ trên danh sách tổng hợp của mỗi đội, tôi đã chuẩn bị cho mọi người những dụng cụ và tuyến đường lên đảo ở mức độ khác nhau. Mời xem màn hình lớn. Cái gì? Đáng ngốc con, cứ từ từ mà trèo nha, đi trước đây. Thật không công bằng. Tại sao những đội khác đều là trực thăng du lượn, còn chúng ta chỉ là thuyền độc mộc thế này? Ai bảo đội mặt trời rực cháy mới tham gia thi lần đầu? Đây chính là đại ngộ của việc xếp thứ tự. Đúng vào lúc này thì tinh giả cũng chẳng được tích sự gì. Nước, nước. Tinh giả có bệnh say sóng, chỉ cần nhìn thấy sóng nước nhấp nhô là sẽ bị say. Từ nhỏ đã như vậy. Không sao, điểm mấu chốt để giành chiến thắng vẫn là tích lũy điểm ở các cửa ải. Đúng thế, cứ để họ đi trước, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Cuối cùng đã đến. Tốt quá, chúng ta mau đi thôi. Đẹp quá. Tôi là tinh linh con quay đây. Chào mừng tới với khu vực số 3, hành lang thủy tinh. Hành lang thủy tinh. Quy tắc của cửa ải là gì? Tôi và chiến thần bảo viêm không đợi được nữa rồi. Rất đơn giản, chỉ cần cả đội bắn con quay tới cuối hành lang, thắp sáng ngọn lửa con quay ở đó là qua được. Việc này cũng đơn giản quá rồi. Xem chiến thần bảo viêm của tôi tiến thẳng tới cuối hành lang đây. Chiến thần bảo viêm, bắn. Tinh giả, đầy đá. Ít nhất cũng phải bằng bà kế hoạch tác chiến đại chứ. Lỡ có mai phục thì làm sao? Chúng ta đuổi theo. Nơi trống rỗng thế này, cho dù có mai phục cũng dễ dàng tránh được. Sắp sửa tới nơi rồi. Chiến thần bảo viêm, tăng tốc. Chiến thần bảo viêm. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Đòn tấn công nhanh quá. Bảo vệ sống chết. Vừa rồi đó là con quay sao? Tại sao hoàn toàn không nhìn thấy? Có lẽ đây chính là thử thách của cửa ải này. Nếu không biết kẻ địch ở đâu thì căn bản không có nào phản công. Tóm lại mọi người tập trung lại, tránh bị tấn công từng người. Gã đó là tới rồi. Phòng ngự cứ giao tôi.
Vòng sao giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ phòng ngự. Vòng sao giáp thiên thần, biến đổi xếp chồng. Bảo vệ sống chết, thành lũy sống chết. Để đột phá hàng phòng ngự của bảo vệ sống chết ở dạng hoàn chỉnh không dễ rồi đâu. Cố gắng lên, bảo vệ sống chết. Đấu sĩ gió lớn, bắn. Chúc mừng đội vận mệnh là đội đầu tiên vượt qua cửa ải thám hiểm. Hẻm núi băng nhọn. Nhóm Harry đã vượt qua cửa ải thám hiểm đầu tiên rồi. Không sao, các đội khác vẫn chưa qua mà. Chỉ biết chừng chỉ là họ số đỏ thôi. Cũng có thể là do chúng ta số đen. Cứ kéo dài nữa thì chức vô địch thuộc về người khác mất. Bắn vòng sông giáp xông vào mặt qua đi. Không, càng là tình hình cấp bách thì càng cần phải bình tĩnh. Mù quáng xếp thêm vòng sông giáp có thể sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội, ngược lại sẽ khiến chúng ta rơi vào thế yếu. Vậy phải làm sao? Chúng ta phải thu thập đủ thông tin về đối thủ. Đúng vậy, ít nhất phải biết nó tàng hình như thế nào, nếu không cũng không thể phản công. Đó là... Tôi hiểu rồi. Tôi biết gì vậy? Tôi muốn kiểm chứng một chút, cần sự giúp đỡ của các cậu. Bảo vệ sân chớp, tới vị trí đốm sáng kia, phản xạ lại ánh sáng. Được. Mọi người phải cố gắng lên. Đi nào, bảo vệ sân chớp. Tiếp theo phải làm thế nào? Chiến thần bảo viêm sắp không chống đỡ được rồi. Cố gắng thêm chút nữa. Vòng sông giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ tấn công. Vòng sông giáp thánh thương, biến đổi xếp chồng. Bảo năng tăng tốc. Xuất hiện rồi. Quả nhiên là vậy. Lệ hại quá. Sao cậu làm được? Lúc chiến thần bảo viêm va chạm với nó tạo ra tia lửa, chiến lửa đao của nó xuất hiện một chút. Tôi liền đoán được nguyên nhân khiến nó có thể tàng hình. Chắc được phủ một lớp quang học đặc biệt trên bề mặt, kết hợp với ánh sáng đặc biệt do các tinh thể này phát ra, liền có thể hoàn toàn tàng hình trong môi trường. Vì vậy để đối phó với nó, chỉ cần thay đổi ánh sáng xung quanh nó là được. Đúng vậy. Nó chạy mất rồi. Võ thần biển sâu. Cuối cùng nhờ vào cậu đó, tinh giả. Cứ giao tôi. Vòng sông giáp. Công thủ chuyển đổi. Chế độ tấn công. Con quay sông giáp, biến đổi xếp chồng. Chiến thần bảo viêm, viêm kiếm xung kích.
thành công rồi. Hình như chúng ta vui mừng hơi sớm. Mau chạy đi. May quá. Mau đi thắp sáng ngọn lửa con quay thôi. Ừ. Xông lên. Chúng ta hãy một hơi vượt qua cửa ải tiếp theo nào. Vừa nãy cậu cũng nói một hơi vượt qua. Kết quả chúng ta bị giữ hành lang thủy tinh lâu như vậy. Một hơi đúng là không được. Đúng như Ran nói, không thể manh động. Lẽ nào tên giả nghĩ thông suốt rồi? Vậy thì dùng hai hơi vượt qua cửa ải tiếp theo nào. 1, 2, 2 căn bản không có gì khác biệt, hiểu chưa? Bởi vì linh hồn con quay của tôi chính là dũng cảm tiến lên, quyết không lùi bước. Xông lên. Tôi sẽ tới cửa ải tiếp theo đầu tiên. Đầu tiên phải là tôi mới đúng. Nếu không có đôi cánh ma lông, cùng họ kề vai sát cánh hình như cũng không tệ. Đợi tôi với. Xem ra nên mang cho chúng ít rắc rối thôi. Nhóm tinh giả gặp đội phát nổ. Lần này đội phát nổ thì bị rửa sạch mấy dục lần trước của nhóm tinh giả. Mà ra lại phát hiện ra đội phát nổ trước mặt mình. Phía sau thực lực tăng vọt, lại lộ ra luồng khí quỷ dị. Mời xem tập sau, trận tranh đoạt cây cầu treo.